Chiều tối qua tại đảo Bé, thôn Bắc An Bình, huyện Lý Sơn và Liên đoàn Điền Kinh tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức chạy bộ với chủ đề Thông dong trên đảo An Bình. 60 vận động viên đến từ thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi cùng một số vận động viên nước ngoài đã cùng chạy bộ thông dong trên đảo An Bình để quảng bá hình ảnh du lịch đảo Bé đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Thông dong trên đảo An Bình là sự kiện thể thao lần đầu tiên được tổ chức tại đảo Bé, nơi được mệnh danh là thiên đường giữa biển khơi. Vùng biển đảo hoang sơ đang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. 60 vận động viên tham gia chạy bộ thông dong vòng quanh đảo Bé với tổng đường chạy dài 10 km. Các vận động viên đã có những phút giây trải nghiệm khó quên khi chạy trên cung đường ven bãi biển trong xanh, ngang qua ruộng bậc thang, làng bích họa, bãi hang, mông tàu, hòn đụng. Không chỉ được trải nghiệm, các vận động viên còn là một tuyên truyền viên kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển ở đảo Bé khi dừng lại nhặt những cọng rác trên cung đường chạy. Theo kế hoạch, giải sẽ được tổ chức thường niên và quy mô sẽ được nâng cấp nhằm làm phong phú sản phẩm du lịch địa phương, góp phần thu hút du khách đến với Lý Sơn. Được thiên nhiên ưu ái cảnh đẹp kỳ vĩ, mỗi ngày đảo Bé đón từ 500 đến 600 du khách đến tham quan tắm biển, cao điểm đón hơn 1.000 du khách. Việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên hòn đảo này sẽ kéo dài thời gian trải nghiệm cho du khách.